sản phẩm mới đó là đế để điện thoại hút chân không xoay 360 độ mà giá chỉ có 15.000 một cái 15.000. Đế để điện thoại hút chân không xoay 360 độ giá chỉ có 15.000 một cái. Để đứng được, để nghiêng được, để ngửa được, để nằm được, xoay lên, xoay xuống, xoay bên trái, xoay bên phải, để đứng, để nằm, để kiểu gì cũng được. Mà giá chỉ có 15.000 một cái chỉ có 15.000. Mai xanh đỏ tím vàng, màu xanh mua về cho anh, màu để vàng mua về cho nàng, màu tím ta mua về cho thím, màu đỏ ta mua về cho mấy em nhỏ, mà giá chỉ có 15.000 một cái chỉ có 15.000. Bữa nay ta mua về cho cô tí, cô tèo, bé đèo, bé đẹp, xem phim, lướt web, đọc báo, mà hỏi cầm đến cái điện thoại nó mỏi tay, mỏi mắt, giá chỉ có 15.000 một cái chỉ có 15.000. Giá rẻ bất ngờ tình cờ mà có, mua đi cô bác anh chị em ơi. Em chưa. Bữa nay gian hàng của em về đây bán và giới thiệu cho cô bác anh chị em một sản phẩm mới, đó là đế để điện thoại hút chân không xoay 360 độ mà giá chỉ có 15.000 một cái 15.000. Nhiều người vẫn đế để điện thoại hút chân không xoay 360 độ giá chỉ có 15.000 một cái. Để đứng được, để nghiêng được, để ngửa được, để nằm được, xoay lên, xoay xuống, xoay bên trái, xoay bên phải, để đứng, để nằm, để kiểu gì cũng được mà giá chỉ có 1 bát này là bao tiền đấy chị? 20.000. 20.000 à? Vâng, 20.000. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến một phiên chợ rất là đặc biệt. Chị có bún gì đấy chị? Không quay cái gì đấy anh? Quay chơi mà. Bún nhan, chả mọc, anh ăn gì? Chả? Chả cả mọc. Cho em một bát bún chả đi. Bát này à? Ăn ở đây luôn. Anh ăn mọc không hay ăn tất chả? Đầy đủ đi. Một bát này là bao tiền đấy chị? 20.000 à? Vâng, 20.000. Xin mời cả nhà cùng ăn sáng với mình nhá. Đây một bát 20.000 rất là ngon nhá. Thịt bắt đầu vào cái này.
rất là ngon. Em gửi tiền là chị. Bún chả đã no xe, bây giờ chúng ta sẽ đi chơi chợ tiếp. Vâng, đang tìm led chưa? Vâng. Đây em về. Đây, mang về cho cháu này. Đây là toàn người chưa cả. Đây là toàn người chưa cả đấy. Vâng. Cây này là được cây gì được cô? Cây gì ạ? Mai Thanh Tú. Mai Thanh Tú. Vâng. Nhìn đẹp nhá. Ba tiền một chậu này à, cô? 100 à. Vâng. Thank you.
cua ngon quá mà mua về chợ nó ấy chết đi xa. Mình cũng xin dừng video ở đây và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin cảm ơn.